Chào các bạn, Tết này có cô nàng nào muốn sinh cùng với Trang La La không nào? Nếu mà muốn sinh thì các bạn hãy chú ý theo dõi nha. Ok, để sinh lung linh cho ngày Tết này thì chúng ta sẽ cần đến hộp phép màu thần kỳ của Trang La La. Và hôm nay Trang và cùng với Lì Xì Box sẽ tạo ra cho các bạn một hộp phép màu. Thì hộp phép màu này gồm có 3 sản phẩm. Thì sản phẩm thứ nhất mà Trang muốn mang tới các bạn đó chính là hộp phấn mắt của Bishop Beauty. Đây là một màu nude classic, tức là 3 tông màu nâu, đậm, nhạt và trung bình, và một màu da, rồi sau đó bên cạnh là màu cam nhạt và má. Đó, các bạn có thể đánh mắt và đánh má. Ok, sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm phấn má 3 màu hay cũng như phấn má cầu vồng. Thì lý do mà Trang chọn cái hộp phấn má này cho các bạn đó là bởi vì đây là 3 tông màu cực hot. Các bạn có thể dùng bất cứ màu nào riêng biệt hay cũng như các bạn có thể trộn vào với nhau. Ok, và sản phẩm cuối cùng đó là sản phẩm son ly của EOS. Thì đây là màu đỏ ruby hay cũng như màu ruby nha. Yeah. Đây là màu mà Trang rất là thích thì không bao giờ lỗi mất được cả. Ok, và bây giờ các bạn chú ý bà phù thủy sắp hai con này phù phép nha. Thì bây giờ Trang sẽ bắt đầu với phần mắt. Thì đây là kiểu trang điểm mà Trang muốn mang tới các bạn rất là nhẹ nhàng và về phần mắt, để cho các bạn có thể thấy được cái sự trong veo cũng như tự nhiên nhẹ nhàng của đôi mắt. Thì Trang sẽ dùng cái cọ dẹp the cọ mắt của Real Technique, và Trang chấm cái màu nâu trung bình màu số 2 ở giữa và 3 màu nâu á. Đó, Trang sẽ nhấn vào cái phần hốc mắt, rồi sau đó Trang lấy cọ đầu tròn, Trang tả nhẹ đi. Đó, các bạn nhìn Trang làm này. Đấy. Ok. Và tiếp theo thì Trang bắt đầu Trang lấy cái màu nâu vừa ngoài, và Trang lấy ngón tay Trang xoa bờ vào phần bầu mắt, tức là chừa cái phần mắt mí mắt mà Trang vừa nhấn ra, thì các bạn đánh vào phần giữa. Đó. Cái này tạo cho cái sự tự nhiên hay cũng như mờ mờ đậm đậm huyền ảo, để các bạn có thể nhấn mắt rất là tự nhiên. Ok, ngay sau đó thì các bạn dùng một cây cọ nhỏ, hay cũng như các bạn có thể dùng tăm bông nếu như các bạn không có cây cọ này. Và các bạn cũng dùng cái màu nâu trung bình đó và nâu đậm đó, và các bạn đánh hết ở dưới mắt với màu nâu nhạt, còn màu nâu đậm thì các bạn đánh một nửa đôi mắt ở dưới đó. Nhớ nha, các bạn nhìn cho kỹ nha. Ok, nếu xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà Trang nghĩ các bạn gái nghèo cũng phải bảo là Trang ơi, tớ nhìn Trang làm mãi rồi mà mãi cứ chẳng làm được. Thì bây giờ các bạn hãy chú ý thật kỹ nha, xem phù thủy Trang La La phù phép nè. Với cái phần kẻ mắt nước này, Trang dùng một cây kẻ mắt nước Holika màu đen. Và với cái đầu feo tip hay là cũng như đầu mút, thì cái này với bạn nào mà không biết kẻ về mắt thì các bạn sẽ thích hơn là với cái phần kẻ viền mắt bằng cái bút lông. Đó, các bạn nhìn Trang là Trang phát một đường trước, rồi sau đó Trang mới tô. Thì với đôi mắt thì Trang nối vào cái phần mà Trang vừa tạo hốc mắt đó, các bạn nhìn thấy chưa, phần đuôi ấy. Rồi sau đó Trang sẽ tô đầu. Với cái kiểu phần line mắt này thì Trang sẽ làm phần line mắt cánh, và Trang sẽ đánh dày và gần như là 1/3 của cái phần mí mắt của Trang đó, các bạn nhìn thấy chưa. Đó, và tiếp theo nhé, đây là cái phần mà các bạn có thể làm thêm, các bạn có thể bỏ qua nếu như các bạn không có cái sản phẩm này. Thì Trang sẽ làm cái kiểu eyeliner ombre hay cũng như là cái màu kiểu dạng như đuôi. Trang sẽ làm đuôi màu xanh lam, và về đầu phía đầu là màu đen, bởi vì đuôi màu xanh lam kết hợp với màu nâu này rất là đẹp và tôn lên cái vẻ sáng cho đôi mắt của các bạn, hay cũng như độ sâu của đôi mắt đó. Các bạn nhìn Trang làm này. Đấy, ở phần đuôi thôi. Ok, ngay sau khi các bạn kẻ xong viền mắt, và bây giờ sẽ là cái phần mà Trang nghĩ là tạo cái điểm nhấn hay cũng như độ sâu cho đôi mắt, nhưng không phải là sâu lắm hay cũng như là sâu quá, mà là sâu vừa vừa. Các bạn hãy chấm màu nâu đậm đó, và các bạn dùng một cây cọ đầu nhỏ hay cũng như cây cọ bút chì, hay các bạn có thể lấy tăm bông nếu như các bạn có. Các bạn sẽ chấm vào cái phần đuôi mà các bạn đó, các bạn nhìn phần đôi mắt này đó, các bạn chấm đấy. Tự nhiên lâu không nói mà còn không biết nói là cái gì cơ. Rồi sau đó các bạn sẽ chấm 1/2 ở cái phần đuôi mắt như Trang làm đó. Đó, và làm tương tự với mắt bên kia đây này. Các bạn nhìn nha, ngay cái phần đuôi mắt hay cũng như phần hốc mắt các bạn tô đậm lại. Đó, bởi vì cái màu nâu đậm này nó rất là tự nhiên, nhưng mà nó cũng tạo cho đôi mắt các bạn có độ sâu nhất định. Ok, xong rồi thì đây là phần mà các bạn có thể làm thêm nếu như các bạn nào muốn long lanh óng ánh cho đôi mắt của mình. Thì các bạn có thể dùng nhũ trắng hay cũng như là kim tuyến màu trắng thì các bạn chấm vào phần khóe mắt của mình. Đó, chấm nhẹ nhàng thôi, Trang thì Trang muốn đánh nhẹ nhàng thôi, bởi không biết tự nhiên sau khi làm mẹ thì thích nhẹ nhàng.
Xong rồi và bây giờ đến phần má nè. Đây là phần má mà Trang rất là thích. Trang sẽ chọn hai cái tông cam này. Bởi vì cái tông cam này nó tông cam vừa phải, mà không phải là tông đào như là cái phần phần má mà ở trong bộ màu mắt, nên Trang rất là thích. Và kiểu má này thì Trang sẽ đánh kiểu má ngang. Sau khi chấm màu má xong thì Trang sẽ lật lại cái phần cọ mà không có phấn, và trong đó Trang sẽ tán. Các bạn thấy không, chỉ tán một tí thôi là cái phấn má của chúng ta đã mịn hết ra rồi. Bởi vì đây là một cái độ cái hãng Bissett này người ta làm cái mẫu phấn rất là mềm vừa phải, thế nên khi các bạn tán thì rất là dễ tán, hay cũng như là phấn rất là mịn, mà cũng các bạn cũng không phải là tán quá nhiều hay cũng như sợ phấn không đều đó. Các bạn có thể nhìn Trang tán phấn má để các bạn biết. Chẳng thể gần lại được nữa, em mang ấm áp đi xa, và để giờ mình anh lại bơ vơ. Sắp xong rồi, chúng ta chuẩn bị xinh đẹp rồi, bởi vì chúng ta không thể nào mà thiếu phần son được, thì Trang sẽ show các bạn hai cái kiểu son môi mà hai kiểu đánh son môi mà các bạn có thể dùng, đó là các bạn có thể đánh lòng môi cũng như cả môi cũng như gọi là phân môi đó. Đây là cái kiểu mà Trang dùng để đánh lòng môi. Các bạn có thể rửa những môi thật kỹ trước khi các bạn dùng son mì vào mùa đông nha. Ok đó, và bây giờ là cái kiểu phun môi thì các bạn sẽ kẻ viền trước, rồi sau đó các bạn lấy ngón tay các bạn tô hay cũng như các bạn tán vào bên trong. Trang thì Trang dùng cái cách này do bởi vì Trang muốn nó nhẹ vừa phải và vẫn to lên một cái màu đỏ tươi cũng như màu đỏ ruby hay cũng như kiểu son ruby hu của mac ấy đó. Thì các bạn đến cái kiểu này thì son bám lâu hơn này, ít có nghĩa là mịn hơn, đều hơn, hay cũng như là nó vẫn thêm được cái vẻ màu đỏ hay cũng cái màu đỏ của son đó. với cái phần này thì Trang hơi bị tăng động một tí, bởi vì Trang Trang quên chút mi. Thì các bạn nhớ đừng quên chút mi như Trang nha. Các bạn có thể dùng chút mi không lem của Maybelline, rồi sau đó các bạn chuốt độ 2-3 lớp nếu như các bạn muốn mi của mình dày, hay cũng như là bởi vì mi của Trang rất mỏng nên Trang rất thích mi của mình dày. Đó thì Trang chuốt nhiều lần. Okay, và sau khi chuốt mi xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc xịt một lớp set make up là xong, và chúng ta đã xinh đẹp rồi. Ok, và Trang hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái phép màu phù phép này của Trang Lala cho cái mùa Tết năm nay nha. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại kiểu đánh son lòng môi này. Đó, không biết các bạn có thích kiểu này không, thì kiểu này Trang thấy là dịu dàng. Đấy. Và tiếp theo các bạn có thể nhìn lại kiểu phun môi. Đó, kiểu này Trang thấy sexy. Ok, và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và các bạn đừng quên check cái phần description hay cũng như thông tin để biết thêm chi tiết về cái hộp phép màu thần kỳ này của Trang nha. Ok, Trang sẽ gặp lại các bạn sau. Bye.